Ồ, tôi vào phòng được bạn gái này nhỉ? Mẹ đã nhận chơi tôi. Cút ra ngoài. Mẹ cả lờn. Ồ, nhìn cái ai? Hello. Bạn làm tôi sợ lén vào phòng. Ờ, thì tôi đang chơi Johnny ở The Fairy King trong một giờ, tôi không phải qua đi bài đầu tiên. Game mà gọi là vô cùng khó. À, tôi rồi thế, hoặc là tôi sẽ phải... Để câu chuyện này. Chứ có tôi không, nghĩ là tôi sẽ có thể làm tốt hơn, có sự giúp đỡ. Vậy luôn. Dạ, sợ đéo đi. Dạ. Đây, đây, cái play rất là cao thoảng nhá. Mình chơi điện. Ây, ui. À, chúng cái kia kìa. Đi tao, đi tao, đi tao. Với các lời gọi là, kìa tao đã để ý là khi chơi mà bà này hiện mà chắc mặt tôi luôn. Đi bẹo bách hẳn luôn. Lúc tôi tiếng Anh thì đau lắm. À, đi bẹo mày. Nhớ bách luôn. Hảo game, game như cái lồng bàn, game như đâu rồi có gì à? Hai nhà nào được rồi, ơ, nhà xong kìa. Oh shit, uầy, này thật là vui vẻ. À, cảm ơn rất nhiều N1 bạn đã thực sự giúp tôi vượt qua chơi stick và ta sự.